Hello, Damel gái xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục ra hồ Gia Uy test mồi nguồn cốc cho các bạn. Đây, hôm nay mình đi với lại đàn em. Rồi, và đây là túp lều của hai tụi mình nha. Mình và thằng em. Em đang ngồi câu đài dưới đây. Đây, săn mồm đang ngồi câu đài dưới đây. Đó. Đây mà đây các bạn. Hôm nay vẫn tiếp tục cái hành trình đi test mồi câu nguồn gốc của đam mê của câu cá nha các bạn. Hôm nay mình cái cây ba chân mình nó mất tiêu rồi. Chạy xe đây là bây giờ mình kiếm cái cây ba chân không ra, giờ không quay tiếp rồi các bạn ơi. Giờ cá nó đang lúc nào là mình quay cam giữa cho mọi người xem thôi. Chứ bây giờ nó không còn, nó không có cái ba chân để mà quay điện thoại nữa rồi. Thôi, ở tí nữa cá nó có ăn thì mình view lại cho mọi người xem. Mình quay chút quang cảnh đây nè. Đây là anh em của mình nó câu 6 cần. Còn mình câu 5 cây. Vẫn là 7 bờ đá ngắn. Như tuần trước mình đã câu. Đó. Em mình câu 5 cây ở chỗ này. Như các bạn. Đây, mình thì câu 5 cây. Đây, 5 cây. Đó, mình độ mình mới làm lại thêm cái mới và quang vô cho nó nổi, nhìn nó bắt mắt tí đấy, dở cần lên là lụm. Ok, mồi đây. Mồi là vẫn là mồi ngũ cốc của đam mê câu cá mình nha. Hôm nay mình không có câu mồi nền luôn, đánh dinh luôn. Đây, đánh dinh luôn, ngũ cốc trộn với nước là câu luôn. Thằng em của mình, thằng bạn gọi chung mình cũng đưa cho hai hai gói ngũ cốc 4 kg để ngồi câu chúng mình luôn đó. Và tí nữa có ông bạn ra nữa lấy mình thêm một gói 2 kg vậy nữa để mà câu. Và đây là một gốc trộn dinh nha. Đó thì hồi tối mình có một ít cái nền á, mình cho một tí thôi. Cái sáng này mình cho dinh cho nó dinh luôn chứ không có cho thêm một nền nữa đó. Và đây là đồ đặt cái thứ của mình, xe và dù. Và là mình ra mình câu đây lúc 12 giờ mà tới 1 giờ mới ra mồi, tới quăng tới bây giờ luôn. Hồi nãy mình mới thay cục mồi xong mới thi luôn. Hy vọng tí nữa có cá nó ăn, mình có cá mình quay view lại cho mọi người xem nha. Ok. Vợt đồ các thứ đồ đầy đủ nha các bạn. Hôm nay là mình coi chỗ này là phải có cái vợt. Tí nữa mình có đã đánh ngồi câu đài. Đây là cái vợt săn hàng của mình. Đây. Đây cái vợt săn hàng của mình. Trong đây còn có đây có 2 cây. Cây 6m3 và cây 4.5. Đây cây này là cây 4.5. Bi quang hết luôn. Toàn bộ hàng bi quang hết. Đạt dưới 3. Đó, tí là lấy cái cây này ra mình làm cây vợt cá này. 2 cây giống cần. Này này để vợt cá đi. Hàng nhẹ. Ok. Ok nha mọi người. Bây giờ đợi chờ kết quả nha. Báo cá bạn ơi. Cái cần của thằng em nè, mồi con cốc máy đỉnh. Lên vô. Ui, trời ơi. Giữ. Chạy qua tới kia luôn rồi. Đấy, giờ em con hưởng lắm em ơi. Lớn. To lắm, giật lắm. Giật sau lưng cái nè. Giật cái lưng cái nè. Nặng lắm. Nặng ghê lắm. Em giật đi. Con người to lắm các bạn ơi. Không biết cá mè hay là cái trôi nè. Ông đang em đang ép ra cho nó khỏi bắt mèo nè. Hả? Ghê vậy? Con cá ghê trời. Con mè. Đá chừng quá.
Con này 3 kg á. Vô. Vô. Có mẹ các bạn ơi. Ê, cái gì? Vô. Mẹ cái gì vậy? Dướng gì nữa? Rút vô. Rồi ok. Ok. Con mẹ chạy báo luôn các bạn ơi. Đi qua, đi qua, đi qua. Một em cá mè. Hôm nay thời tiết xấu quá các bạn ơi. Sóng sóng biển luôn. Ok. Có cá trong móng các bạn ơi. Ok, tới vỏ luôn rồi. Con mè khá là to nha các bạn. Trời bá luôn nè. Trời, con mè bự. Nè các bạn nè. Con mè nó to rồi trời. Con này 3 kg các bạn. 3 kg, hơn 3 kg á. Ok nha các bạn. Tuyệt vời. Xong. Xong. Kìa lấy cái thao màu anh kìa. Ok nha các bạn. Bạn ơi, ơi. Ngồi, trời, 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 trời. Ơi con mè. Con mè lòng quá các bạn ơi. Ơi con mè trắng lòng quá. Thiệt tình. Con mè trắng các bạn ơi, làm quá hay làm. Đây các bạn. Ok. Xong. Ok các bạn.